Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Plan Major B2. Gọi là chúng ta sẽ chiến đấu trong ngày cuối cùng của năm. Để sang ngày mai không biết là sẽ có thêm cái gì update mới hay không. Chúng ta sẽ vào, lâu lâu mình không vào cái tựa game này rồi. Thì mình vào đây mình xem có cái nào mới update không. À có cái mới anh em ơi. Quả UI hay UL đấy. Tomato một quả cà chua anh em ạ. Wow. Cái quả chua này nó có đam không ta? Đam là 1600, giáp là 500. Thế như là nó kiểu là khiêng ấy. Hay là khiêng nổ ta? Giá sẽ là 250. Mình cũng chưa biết dùng cái cây này như thế nào cả. Hình như là sẽ có cái event là chơi cái đó. Ready to ask Snowpea. À, đây rồi, có mà anh em. Cho có cái sự kiện là sử dụng cái cây UL Tomato này. Không biết là sẽ chơi như thế nào. Hay đấy, được sử dụng cây mới anh em. À và mình còn lấy cả cây Ice Bloom nữa chứ nhỉ, quên mất, còn lấy cái Ice Bloom. Ở đây rồi, level 1 anh em. Nó là thuộc hệ sấm sét nhá. Nhìn hay nhỉ. Dạo gần đây nó khá là update. Ôi. Bắn tia laser à? Cái gì vậy? Cái gì đấy? Cái quái gì vậy? Nhìn này, hay chưa? Nhưng mà nó có bắn được bọn nó kia không? Ui, khỏe thế. Khỏe thế nhờ anh em. Bá đạo vậy. Bá đạo một cách thật sự luôn anh em ạ. Rồi ok, để đây phát. Vào gần thì nó sẽ bắn anh em ơi. Vào gần thì nó sẽ bắn nha. Ui ôi. Kinh quá, kinh quá, kinh quá. Nó đông quá nhỉ. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, bắn nó đi anh em. Ui ôi, không kịp, không kịp vào luôn ạ. Sợ thế, đông thế. Đông thế. Từ từ á, mình sẽ cần thêm một số cây UL Tomato ở đây. Cái này bắn hình như bắn khá là gần anh em ạ. Theo mình thấy bắn khá là gần thôi. Nó cũng không bắn xa lắm đâu. Cố lên nào, cố lên nào, cố lên nào, cố lên nào. Không biết là nổ nó có gây ra đam không nữa. Và mình cũng không biết là nếu mà cho ăn plant food vào thì sẽ như thế nào. Chưa thử bao giờ cả. Nhưng sao nó thành màu vàng vàng này. Làm thế nào là tiến hóa thành màu đỏ nhỉ. Cà chua vàng. Chứ miền mùa tiến hóa thì sẽ làm thế nào ta. Anh em có biết tiến hóa nó sẽ làm thế nào không? Nó bắn theo kiểu gì? Mình không có plant food nhỉ? Chúng ta không hề có plant food để cho vào đây. Bắn nó, đúng rồi, chúng ta. Ui giời, chỗ này đông thế, chỗ này đông thế. Đông quá. Bắn nó nào. Đừng chết. Mình còn chưa biết dùng cái này như thế nào luôn. Từ từ. Không thể chết được. Bắn nó. Đúng rồi. Bắn bọn này đi ạ. Đông quá anh em. Không vào được. À khó đánh quá nhờ. Nó không cho cái plan food thì đánh sao nhỉ. Thôi rồi mình sẽ hy sinh cái ở chỗ dưới đi. Chỗ cửa dưới đi thôi. Trống quá. Ồ không kịp vào, không kịp vào. Nó trống quá anh em. Không kịp làm gì luôn. Rồi, hợp lý không? Hợp lý. Chắc là mình sẽ phải hy sinh cái ở trên thôi. Tiếp tục này. Để đây một phát này. Cái chỗ này bị ấy rồi. Chỗ này bị hỏng rồi. Ui. Nhờn, để nó bắn đã. Nhưng mà chúng ta không được dùng plant food nhỉ. Mình cũng chưa biết tác dụng của cái cây này như thế nào cả. Đấy, bắn nó. Từ từ. Vào đây. Vào đây lại bắn như kiểu bắn laser ấy. Nó giống giống kiểu cái cây cây đậu ấy, anh em. Khá giống nhỉ. Yeah. Xong, chúng ta đã quest complete, đã hoàn thành xong cái này và mình sẽ được thêm một cái đầu lâu nữa. Mình muốn thử xem Fire Sorter được nâng cấp lên một chút xíu. Từ từ mình muốn thử xem nó sẽ chơi như thế nào đã. Thấy nó hay. Power Plant gì đấy? Nhầm vào cái phần gì đó. Power plan. Chúng ta sẽ kiếm coin. Ở đây có event này, mình muốn chơi thử một tí xíu này. Event cuối năm à. Ice Bloom quest 6 ngày nó sẽ kết thúc. Chúng ta sẽ kiếm được khoảng 5.000 vàng nếu mà tiếp tục chơi cái đấy. Ok. Rồi chúng ta sẽ thử. Cái nhiệm vụ méo gì đấy. Premium Plan Quest đúng không? Được sử dụng cái cây kia không? Oh, à
được 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 anh em ạ. Ui rồi, hay, Ice Bloom được dùng nè. Hay chưa. Bắn nó gì ạ? Bắn cái này gì ạ? Để đây đã. Rồi, để phía trên này. Mình có rất là ít đất nha anh em. Mình cực kỳ là ít đất ấy. Không nhiều đất đâu. Chúng ta sẽ để nó ở phía dưới như thế này nhá. Chắc là được. Đây, mình sẽ để đây anh em ơi. Dĩ nhiên rồi. Chúng ta có rất là nhiều cái điểm ở đây. Đóng băng đi đã. Quay ngược lại, quay đầu lại ngay. Chỗ này bắn kiểu gì đây? Nó sẽ hơi khó bắn nha anh em. Để đây phát này. Có lẽ nên đào cái này ra. Và cái này kiếm thêm toàn săn rồi anh em ạ. Rất là nhiều luôn. Hợp lý không? Có mỗi chỗ này đang hơi khó. Chỗ này cũng khó này. Cái chỗ này cũng khó này anh em. Đây rồi. Rơi ra rồi. Hay quá. Có lẽ là mình sẽ đặt thêm cái laser ở phía trên. Cho một phát như thế này này. Đấy, xong mày làm sao? Chỗ trên này cũng rất là mệt này anh em. Tiếp tục đóng băng này. Hợp lý không? Nhưng mà mình không được dùng cái plan food nhỉ? Nó không hề có plan food để chúng ta dùng ấy. Chết rồi. Thua rồi. What the fuck, man? Nhiệm vụ khó ghê. Thử lại được không ta? Mình mất bao tiền? Mất 1.000 coin mà để thua thì đúng là buồn cười. Thôi rồi, tạm thời chơi cái này đã. Mình cũng chưa biết là cái kia tác dụng nó sẽ ăn cho cái plan food theo kiểu gì luôn. Nói chung cũng hay đúng không? Cũng khá hay. Rồi, chúng ta sẽ được cái Holy Barrier. Cái này thì mình có, mình sở hữu và mình đã mua cái này sẵn rồi từ rất lâu rồi. Ok. Đây phát. Chết ngay, vừa va vẩn vào đây đập cho chết luôn này. Hệ thống phòng ngự của chúng ta đã có đủ. Hehehe. Hết rồi đấy. Chúng ta sẽ có thêm hệ thống phòng ngự ở đây. Đủ có thể loại luôn mà. Vào đây tưởng dễ sống à? Không dễ sống đâu em ơi. Ở đây thì quá khắc nghiệt luôn đấy chứ. Với hệ thống cây ở đây. Úi trời. Làm gì đây? Đây, bóc cải. Chỗ này thì lại có rất là nhiều cái plant food mà chúng ta có thể dùng một cách rất là thoải mái. Nào. Cứ hết là lại có, cứ hết là lại ui. Nó sẽ kiểu không cho chúng ta sử dụng cái miếng đất ở chỗ này này. Ví dụ cái đất nó bị cái con này nó đập vào. À, hình như vẫn dùng được hay sao nhỉ? Không dùng được nha. Không dùng được đâu nha anh em. Khó chịu ghê nhỉ. Slow. Con này được gọi là thủ một cách gọi là xịn sò nhất đấy, nhưng mà giá nó hơi đắt. Hơi đắt một xíu. Theo. Vào đây nào. Mình cho nó chết. Bước ba phần. Tốt lắm. Hạ xong. Đông như quân nguyên này. Đông thế. Mình sẽ cho. Úi dồi, bắn chết rồi đấy. Sao mà đỡ được. Đỡ thế nào được đúng không? Plan food này. Cái này làm hỏng máy móc này. Slow lại này. Rồi, chỗ này không để được à? Chỗ này làm hỏng máy móc này. Đông đấy anh em. Thêm một hit ở đây. Chỗ nào có cái là mình bắn luôn. Mình đặt luôn anh em. Hình như chỗ giữa không có đúng không? What the fuck rồi. Chỗ giữa này cần thêm một cái. Thế mình nghĩ chỗ giữa sẽ cần thêm một vài thứ nữa. Như này là chưa được. Như này là chưa ổn đâu. Cho slow lại này. Slow lại. Đã slow lại rồi. Tôi đã slow lại được nó rồi. Vào đây là các bạn trẻ. Tiếp tục là sử dụng cái này. Úi dồi ôi. Máy móc. Cái giữa này không có bất kỳ một cái. Chiều tối đa bằng này thôi anh em. Chiều tối đa là 5 cái. Gì nhỉ? Cái
cái quả cam thôi. Đi mình đào quả cam trên này đi, biết ngay là sẽ được thêm quả cam mới đấy. Anh em có tin theo đấy chưa? Đây quả cam nhé, vào đây bắt đầu sử dụng đạn luôn. Sồi ôi, bắn như thế này chết rồi, chắc chắn là sẽ đai rồi, làm sao mà có cơ hội để đánh chúng ta được đúng không? Chúng ta vẫn có thêm một chút quà cherry bomb. Ui 1500 coin này khá tốt. Đó, khá tốt với 1500 coin ở đây, ngon phết. À, rồi chúng ta đã xong cái này và người sẽ chuyển qua cái phần phần khác, phần mới. Quest của chúng ta cũng hoàn thành với 5 viên game ở bên này đã xong. Mình quay trở ra Modern Days với Arena bao giờ kết thúc ta? 6 ngày nữa kìa. Cái này còn tận 7 ngày nữa. Mình sẽ chuyển sang cái Iron League rồi. Cái là cái cúp cùi bắp nhất của đất rồi. Không chơi mà thì giảm rank là cái điều đương nhiên thôi. Ui, cái con vàng vàng là con gì đây? Chưa chơi bao giờ luôn. Oh my god, tăng cường sức mạnh của hệ băng. Tăng cường sức mạnh của hệ băng. Giảm sức mạnh của hệ hàng rào và giảm sức mạnh của hệ thời gian. Rồi. Ok, thì không biết có được boost sức mạnh hay như thế nào không? Cứ chơi thì khác biết. Dust Lover thôi, vẫn là ưu tiên Dust Lover và Slow thôi. Vẫn là những cây cổ điển nhất có thể thôi. Mình khoai tây, khoai tủng các thứ á. Còn mình có Ice Bloom rồi, mình không cần nữa. Dùng cái gì ấy nhỉ? Chưa biết sử dụng cái gì bây giờ. Lâu lâu không chơi, thấy nó quên hết rồi. Có cái gì không ta? Ăn mộ à? Hay ăn mộ rồi? Ăn mộ có lẽ là cũng không cần thiết lắm đâu. Ok, lấy cái này không? Cái này thì làm gì? Vấn đề là thôi, mình sẽ sử dụng cái... Hay dùng bowling đã. Bowling thì cũng được. Chúng ta sẽ sử dụng cây bóng tối này. Và một cây búp sức mạnh nữa. Có lẽ là thế được. Một cây này. Đủ săn đủ nữa các kiểu. Hình như là sẽ được tăng cường săn thì phải à, không. Đó chỉ là cái bình thường thôi anh em. Thử xem. Có được tăng, có được búp cái gì không? Không anh em ạ, vẫn là bình thường thôi nha. Tất cả nó đều là bình thường hết, nó không có bất kỳ một cái gì cả. Rồi, mình sẽ... Úi dồi ôi, để đây không được rồi anh em ơi. Mình có giết được nó luôn ngay từ đầu đâu. Nó sẽ rất là khó, úi dồi nó hút hết một cái đống ngáo ngáo của mình rồi. What the fuck man. Úi dồi. Úi dồi ôi, khó chịu ghê thật. Thật sự là cực kỳ khó chịu nha anh em. Úi nó có bắn như thế này thì chơi sao nhỉ? Đang suy nghĩ là sẽ chơi kiểu gì. Ơ, ăn mỡ vào đây rồi. Khó chịu thế. Khó chịu thế mấy chú em. Đánh khó chịu kinh khủng luôn. Băng nè. Tiền anh không thiếu. Tiền anh không thiếu luôn. Vấn đề. Ui thằng mới được 800 bao nhiêu điểm rồi anh kìa. What the fuck man. Đánh kinh vậy. Săn nhiều quá mình còn chẳng dùng hết luôn đấy. Con chẳng thèm dùng hết được cái mấy cái săn này luôn. Mà sao cái hồi này nhanh thế. Tí đã hồi xong rồi này. Quá nhanh luôn. Đã nên đặt thêm ở phía xa thêm một cái hàng phòng thủ ở phía trên này nữa thì nó sẽ hợp lý hơn này. Theo mình thấy là như vậy. Và chúng ta nó được nhiều điểm quá kìa. Mình bó tay luôn. Mình ôi mà sao cái này mình hồi nhanh nhỉ. Nó được hơn 900, nó được hơn 2 triệu kìa. What the fuck man. Really? Hồi nhanh thế. Tiếp tục là đánh vào đây. Tôi cần phải bỏ bớt ra và sử dụng cái này luôn. Đấy, có cái nào thì dùng cái đấy thôi. Đúng rồi, hợp lý. Hợp lý. Băng nè. Chuyển sang băng luôn. Còn ô nào mình thấy nó. Đây, để thêm một ô nữa. Còn có 40 mấy giây nữa thôi. Cố lên nào. Cố lên nào anh em. Xổi, như thế này thì không biết là liệu rằng có ăn được nó không. Được 22 triệu mốt rồi. Đang cố gắng quay lại với cái số điểm kia. Nhưng mà có vẻ hơi khó nhỉ. Hơi khó thì ta có thể thắng được trận này anh em. Nói anh kinh quá.
vừa vào mấy triệu điểm này, 2.3 triệu, không kịp rồi, chắc chắn là không kịp rồi anh em. Tăng cường sức mạnh này, tăng cường sức mạnh này, tăng cường sức mạnh lên được 2.7 triệu, nó là 3.7 triệu. Lúc đầu mình còn bị gọi là cách xa hơn nhiều, như thế này đã là tốt lắm rồi đấy. 2.8 triệu à, ui đánh kinh vậy. Level 5 bom, bom mìn, nó khác gì mình đâu nhỉ. 4.3 triệu luôn ạ, kinh khủng, kinh khủng khiếp luôn đấy. Rồi chắc cái chuỗi thắng của mình nó cao, quá cao ấy, quá cao nên lên đây là play. Ok chiến rồi. 2.8 triệu, trong khi nó điểm số cao thế nhỉ. Mình cũng thấy hơi bất ngờ một xíu là sao điểm nó lại cao đến thế nhỉ, cũng không hiểu lắm, nhưng mà thôi kệ đi, chúng ta sẽ sử dụng theo kiểu nó vậy, thích thì chơi thôi. Hồi có vẻ khá nhanh, chúng ta sẽ sử dụng cái này và sử dụng, ôi nhưng mà cái của nó là level 4 anh em, mình có level 3 thôi. Chiến hết đừng sợ. 1 cái 2 cái 3 cái, tăng cường sức mạnh lên trước như thế này. Ở phía trên thì chúng ta sẽ đặt thêm đó chính là một chút mìn khoai tây, có lẽ là hợp lý nhỉ. Còn bao nhiêu điểm thì ta sẽ đặt, đặt hết mìn khoai tây cho tôi, cứ đặt hết mìn khoai tây cho tôi. Let's rock này anh em, hy vọng là chúng ta sẽ chơi tốt hơn. Mình sẽ đặt đây một cái này, quả mì khoai tây của tôi đâu rồi, what the fuck. Đóng băng lại, không cho đi đâu cả. 200 săn mình cũng khá nhiều, mình cũng không phải là quá thiếu săn cho lắm. Lên đây, ui rồi, ui rồi. Rồi ok, ui rồi, what the fuck, đặt ngu vậy, không thể hiểu luôn. Nó lại nảy ngược trở lại. Sự bó tay chúng mày. Ok boy, cho nổ đi đã. Có lẽ là hợp lý rồi đấy. Mấy cái kia hồi nhanh lắm anh em ạ, phải nói hồi siêu nhanh luôn. Đấy, như này có phải hợp lý hơn không? Nhìn kia nó rất là ngáo. Mấy cái này hồi cũng rất là nhanh, nó không vào đâu. Ồ, quả mì khoai tây có vẻ là ngon hơn anh em ạ. Điểm số nhiều hơn, kiếm nhiều điểm hơn này. Hehe, hay đấy. Săn lắm lắm anh em ạ. Săn lắm kinh khủng khiếp luôn đấy. À, như vậy thì chúng ta sẽ có một vài ý tưởng khác. Chính xác, chúng ta sẽ có một vài ý tưởng khác. Không phải là cái này nữa, là chúng ta sẽ sử dụng, đó chính là nhiều tiền như thế này đúng không? Thì có ý tưởng khác thì mai mình sẽ áp dụng sau vậy. Rồi, lên nào. Mìn khoai tây đặt hết đây cho anh, phía sau thì sẽ lấy rồi, rất 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 nhiều mìn khoai tây luôn. Không cần slow anh em ạ, cho nó vào rồi, cho nó vào mà. Ok tiếp tục nào, tiếp tục nào, tiếp tục nào. Đặt hết vào đây luôn anh em. Có thì đặt hết thôi, sợ gì, sợ gì đâu, đúng không? Nổ. Ok, vẫn còn à, vẫn còn thêm này, vẫn còn thêm thì cứ đặt thôi. Cái này đặt thêm một cái bên này nữa thì nó sẽ hợp lý hơn. Vào đây, vào đây, như mình sẽ bị hơi bị lố chứ này sao nhỉ. Rồi mình hơi bị lố một tí xíu thôi. Hết rồi đấy, hết điểm ở đây anh em, và chúng ta được có 3.7 triệu. Tại sao mình thấy khỏe hơn thằng lúc nãy mà mình có 3.7 triệu ta. Ok thì chúng ta sẽ kết thúc anh nhé, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp nha, bye bye. Có cây mới xịn sò.